chào các em hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em bài học vỡ lòng của một kế toán à, đó chính là một số vấn đề chung về kế toán thì đầu tiên chúng ta tìm hiểu lịch sử hình thành và phát triển của hạch toán kế toán hạch toán kế toán từ xưa nó là một công cụ mà con người dùng để đo lường những cái hiệu quả để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như là những hoạt động kinh tế mua bán của mình trong quá trình À, đấu tranh sinh tồn thời đại đó. Càng về sau thì hạch toán được xem là một phương tiện không thể thiếu được để tồn tại và cạnh tranh. À, có thể nói là hạch toán đã có từ 6.000 năm trước đây. Cùng với sự phát triển của xã hội thì ngày càng phát triển và phong phú đa dạng hơn cả nội dung, hình thức và phương pháp. À, hạch toán trong nhiều thế kỷ trước thì nó chỉ là những uh, công việc đơn giản nhằm để phản ánh sao chép hiện thực những chuyện đã xảy ra trong đời sống kinh tế một cách thụ động. Lúc bây giờ chưa có các cái công cụ hỗ trợ à, để tính toán. Giống như các em bây giờ thì có à, các loại máy tính, ha còn ngày xưa thì không có. Rồi à, hạng hạch toán, kế toán thực sự được ra đời khi mà có chữ viết và có số học sơ cấp. Vào thời cổ đại Ai Cập, lúc bây giờ là những người mà được đào tạo kế toán, các nhân viên hạch toán thì được xem là những người có kỹ năng đọc, viết và phù phép. À, lúc đó người ta gọi kế toán là như vậy đó các em, những người mà biết hạch toán là những người mà có kỹ năng đọc, viết và phù phép. Và trình tự tổ chức việc ghi sổ thì lúc bấy giờ lại thuộc vào tính chất và khối lượng hoạt động kinh doanh cũng như hình thức của vật mang tin. Vật mang tin lúc đó thay vì bây giờ thì mình gọi là chứng từ còn ngày xưa nó gọi là vật mang tin vật mang tư liệu thì thời đại đó có thể là từ những cái loại giấy fabric thì à, à, người ta dùng cái loại giấy này để làm như là các tờ rơi tổng hợp à, hay là có những cái loại bản bằng gốm bằng sành thì à, làm dưới hình thức những tờ phiếu à, hay là dùng những cái bản biểu bằng sáp để mà làm sổ sách à, thời đại nó thô sơ như vậy đó các em và à, các phương pháp đầu tiên của hạch toán thì à, đầu tiên thì người ta thuần nhất thay vì bây giờ thì mình gọi là tài khoản nhưng mà ngày xưa những cái nhóm những cái loại thuần nhất thì người ta sẽ à, ghi chung vào một cái nhóm à, rồi à, dùng cái phương pháp kiểm kê để ghi lại tất cả những đối tượng mà thuộc về à, kinh doanh À, rồi dùng những tài khoản gián lai để ghi nhận những cái khoản à, nợ phải thu phải trả của các đối tượng à, dần dần thì tài khoản trở thành một hệ thống tài khoản thống nhất tức là việc ghi chép này nè những cái nhóm những cái loại đó dần dần thì à, hình thành tài khoản và nó trở thành một hệ thống tài khoản thống nhất như ngày nay à, để mà um, dùng thước đo bằng tiền bằng để mà dùng thước đo bằng tiền để đánh giá cái khối lượng kinh doanh được hạch toán kế toán theo đơn vị hệ thống tài khoản đó và nhờ có việc sử dụng các tài khoản cá nhân và việc pha phản ánh trên các tài khoản thì bao giờ cũng liên quan đến ít nhất là hai người ví dụ như có thu thì có chi có xuất thì có nhập à có vay thì có trả cho nên đây là một cái mối quan hệ đối ứng hai bên. Thành thử ra lúc bây giờ nó xuất hiện việc ghi sổ kép là bút toán kép đó các em. Lúc bây giờ bút toán kép đã ra đời, đó chính là sản phẩm của tín dụng và tài khoản vãn lai. Like. À. Rồi thì khi có sổ kép ra đời thì hạch toán kế toán ra đời cùng với mỗi cái à, thần, nền kinh tế hàng hóa thì hạch toán kế toán cũng ra đời à, đến à, cuối thế kỷ 18 thì kế toán um, sẽ xuất hiện lần đầu tiên à, có um, ở ý là lần đầu tiên người ta áp dụng cái hình thức kế toán thì lúc bây giờ cũng có nhiều ý nhiều cái cách à, à, khái niệm về kế toán thì có hai trường phái lý luận chủ yếu thì một trường phái cho rằng hạch toán là công cụ quản lý từng xí nghiệp một trường phái khác thì cho rằng hạch toán là một môn khoa học có phương pháp lý luận tổng hợp. À, tuy nhiên, hai trường phái này cũng có những cái nhược điểm à, là nó à, chỉ dựa vào chủ nghĩa thần bí hóa, hạch toán kế toán hoặc là cường điệu tính chất khoa học của nó. Cho nên càng về sau thì có nhiều lý luận khác về hạch toán kế toán. Và theo các tác giả người Pháp, thì kế toán là một môn khoa học pháp lý. Trường phái này lần đầu tiên đưa ra khái niệm về nghiệp vụ kinh tế, về tính đối ứng của à, mỗi một cái à, à, sự vật của mỗi một cái nghiệp vụ và những cái định nghĩa quan trọng khác, thì từ đó à, đối với trường phái này thì có cái khái niệm kế toán là khoa học, kiểm tra là khoa học để à, logic về kinh tế. À, ngày nay, thì các nhà nghiên cứu về hạch toán thống nhất cho rằng hạch toán kế toán bao gồm hai bộ phận quan trọng quan hệ chặt chẽ và đang lồng vào nhau à, bộ phận pháp lý và bộ phận kinh tế à, công tác hạch toán là việc thực hiện đồng thời bốn quá trình quá trình quan sát quá trình đo lường quá trình tính toán và ghi chép thì bốn quá trình này là bốn quá trình mà cho tới ngày hôm nay cũng theo suốt cuộc đời của mỗi kế toán đó các em. Rồi thì trong hạch toán thì bao gồm à, các bộ phận thứ nhất là hạch toán nghiệp vụ kỹ thuật. À, bộ phận này cung cấp những thông tin rời rạc của từng loại hoạt động mang tính chất kỹ thuật sản xuất. Tùy theo tính chất kỹ thuật của thông tin mà sử dụng thước đo cho phù hợp. À, ví dụ như là bộ phận à, À, theo dõi à, lao động thì tính theo dõi sẽ dùng thước đo là ngày công giờ công á. hay là bộ phận theo dõi kho thì dùng các cái đơn vị thước đo là à, à, trọng lượng là kg hay là mét hay là lít vân vân tùy theo loại nguyên vật liệu thì đây là à, hạch toán tại những bộ phận kỹ thuật rồi À, tiến hơn bước nữa là hạch toán tại bộ phận thống kê à, bộ phận này thì cung cấp những thông tin số lớn gắn liền với thời gian và địa điểm cụ thể nhằm rút ra xu thế và quy luật vận động phát triển của đối tượng Đây là cái à, hạch toán thống kê và à, cuối cùng là tới bộ phận hạch toán kế toán à, gọi tắt là kế toán như là công việc chính của các em bây giờ đó à, phản ánh một cách thường xuyên liên tục và có hệ thống, toàn bộ các hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị thông qua ba thước đo à, tiền tệ, hiện vật và thời gian lao động, thì trong đó thước đo tiền tệ là chủ yếu. <laughs> à, sự ra đời và phát triển của à, kế toán là một sự phát triển không ngừng à, và theo yêu cầu khách quan bắt nguồn từ nhu cầu quản lý của con người, trong đó hạch toán kế toán giữ vai trò quan trọng. Vì thế À, các nhà nghiên cứu kế toán mỹ cho rằng kế toán là nguồn ngôn ngữ của kinh doanh đó, tức là ba trong ba loại hạch toán đó thì hạch toán kế toán là quan trọng nhất và nó à, cho tới ngày hôm nay thì à, nó là chính là nguồn ngôn ngữ của kinh doanh mà theo một cách nói vui thì nó chính là kế toán chính là à, người vẽ ra bức tranh kinh tế của doanh nghiệp À, có nhiều cách hiểu về kế toán thì à, cách hiểu thứ nhất cho rằng kế toán vừa là một môn khoa học vừa là một nghề nghiệp quản lý à, cách hiểu thứ hai kế toán là một môn khoa học giải thích kế toán một môn khoa học thì nó là một hệ thống thông tin phản ánh và giám đốc mọi diễn biến của quá trình hoạt động kinh tế tài chính của một tổ chức thông qua các phương pháp riêng để thu thập xử lý tổng hợp và cung cấp thông tin thì đây là cái một môn khoa học À, còn nếu nói nó là nghề nghiệp, thì đây chính là một công việc tính toán và ghi chép bằng con số mọi hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh trong doanh nghiệp. Và đây cũng là một nghề mưu sinh của các em của những ai đã lựa chọn à, công việc hành nghề kế toán. Còn theo luật kế toán Việt Nam thì kế toán là việc thu thập xử lý, kiểm tra phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động đó là theo khái niệm theo luật kế toán Việt Nam à, người làm công tác kế toán thì phải thực hiện đồng thời các quá trình quan sát đo lường tính toán ghi chép đó là bốn bước công việc mà à, không không quên nha các em gọi chung là công tác hạch toán kế toán thì đây công tác hạch toán kế toán là một công tác mà phải phản ánh thường xuyên liên tục và có hệ thống toàn bộ các hiện tượng kinh tế tài chính phát sinh trong đơn vị thông qua à, ba loại thước đo tức là à, tiền tệ hiện vật và thời gian lao động nhưng mà trong đó thì thước đo tiền tệ là chủ yếu thì chức năng của kế toán thì có hai chức năng cơ bản là chức năng phản ánh và chức năng giám đốc chức năng phản ánh thì à, kế toán ghi chép tính toán phân loại xử lý và tổng kết các dữ liệu có liên quan đến quá trình hoạt động và liên quan những cái biến động đến tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp thì kế à, toán sẽ là người thu thập thông tin là phản ánh tất cả các cái biến động đó và sau đó là sau khi tổng hợp rồi sẽ lên những cái báo cáo lên những cái báo cáo về cho người à, có à, quyền quyết định như là chủ doanh nghiệp À, à, tại đây là với chức năng này thì kế toán lại là có cái chức năng giám đốc để báo cáo về cho những người có à, quyền hạn quyết định để mà à, hoạch định những cái chính sách những cái hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. rồi à, các à, phân loại kế toán thì kế à, toán thì hiện tại kế toán nó có hai phân hệ À, thứ nhất là kế toán tài chính và thứ hai là kế toán quản trị kế toán tài chính à, nhằm cung cấp thông tin về tài sản nguồn vốn cũng như tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị à, với trách nhiệm vật chất và pháp lý của doanh nghiệp à, kế toán tài chính thì à, đã cung cấp những cái thông tin và với cái số liệu quá khứ à, đây là loại báo cáo loại kế toán mà mang tính pháp lệnh cao và À, vì tính pháp lệnh cao đó cho nên nó tuân thủ những yêu cầu báo cáo theo định kỳ của à, quy định của nhà nước và à, thước đo phổ biến của báo cáo kế toán tài chính là thước đo tiền tệ còn đối với kế toán quản trị thì đây là một phân hệ kế toán mà thường dùng để cung cấp thông tin kinh tế tài chính gắn liền với quan hệ dự báo đánh giá kiểm soát của nhà quản trị ở các cấp độ khác nhau trong nội bộ doanh nghiệp. À, đây là kế toán mà cung cấp thông tin định hướng cho tương lai và à, thường là nhu cầu sử dụng của nó là những người trong nội bộ doanh nghiệp, các cấp quản trị trong nội bộ doanh nghiệp. Kế toán tài chính và kế toán quản trị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Sự liên kết của hai phân hệ kế toán này cung cấp những thông tin xuyên suốt. À, phân định được những sự kiện đã đang và sắp xảy ra trong đơn vị. Sự tương đồng và khác biệt giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị có thể à, cho ta thấy rằng là nó giống nhau ở chỗ là nó cùng dựa trên hệ thống ghi chép ban đầu, à, cùng một đối tượng nghiên cứu và cùng quan tâm đến trách nhiệm của người quản lý. À, tuy nhiên nó cũng có những điểm khác nhau cơ bản. À, ví dụ như đối với kế toán tài chính thì mục đích sử dụng là để báo cáo còn đối với kế toán quản trị thì mục đích sử dụng của báo cáo kế toán quản trị là để ra quyết định liên quan đến hoạch định và kiểm soát à hay là về đối tượng sử dụng thông tin của kế toán tài chính thì là những người bên ngoài doanh nghiệp còn đối với kế toán quản trị thì người sử dụng thông tin đối tượng sử dụng thông tin là bên trong doanh nghiệp và À, nói về tính pháp lệnh đó, thì kế toán tài chính là có tính pháp lệnh cao còn kế toán quản trị thì nó không có tính pháp lệnh đây chỉ là những cái yêu cầu báo cáo phục vụ cho à, yêu cầu quản lý của doanh nghiệp à, nói về tính thời sự thì báo cáo tài chính là nó dùng số liệu của quá khứ còn báo cáo kế toán quản trị thì nó dùng số liệu của tương lai còn về thước đo thì đối với kế toán tài chính, thức đo chủ yếu là giá trị, tiền tệ. Còn đối với kế toán quản trị thì có thể là thức đo là hiện vật, có thể là thời gian lao động, cũng có thể là giá trị bằng tiền. Và nội dung báo cáo thì kế toán tài chính là báo cáo tài chính, còn kế toán quản trị là những cái báo cáo nội bộ cho các cấp quản trị. À, phạm vi báo cáo thì kế toán tài chính là báo cáo cho phạm vi toàn doanh nghiệp còn kế toán quản trị thì báo cáo cho từng bộ phận trong doanh nghiệp à thì đối với kế toán tài chính thì yêu cầu là báo cáo theo định kỳ ví dụ như là theo tháng theo quý theo năm giống như hiện nay đó thì hiện yêu cầu báo cáo à, theo quý à, hoặc là đối với lại à, à, báo cáo quyết toán năm kế toán năm thì là báo cáo theo năm ha còn đối với kế toán quản trị thì là không có theo định kỳ à, theo quy định của nhà nước mà định kỳ này là định kỳ của các cấp quản trị đề ra à, sự khác biệt về đối tượng phục vụ thông tin của kế toán tài chính và kế toán quản trị thì nếu là kế toán tài chính thì đối tượng sử dụng là người bên ngoài doanh nghiệp người bên ngoài doanh nghiệp à, như các em nào mà có quan tâm tới thị trường chứng khoán khi các em lên đó các em muốn tìm hiểu à, cái tình hình tài chính của một doanh nghiệp nào để mà mình quyết định đầu tư thì các em mở lên đó để xem báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó thì đó là những cái thông tin này nó cung cấp ra bên ngoài ha ngoài các em là người ngoài doanh nghiệp các em cũng được coi cái báo cáo này nhưng mà ngược lại với báo cáo tài chính thì báo cáo quản trị đó kế toán quản trị thì lập những cái báo cáo cung cấp cho đối tượng sử dụng là người bên trong doanh nghiệp nội bộ doanh nghiệp đó là nét khác nhau cơ bản của hai phân hệ kế toán đối tượng hạch toán kế toán là à, để xác định những nội dung kế toán thì các à, à, đối tượng của kế toán sẽ là trả lời cho những câu hỏi à, được thực hiện với ai nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở đâu và xảy ra lúc nào đó, thì để trả lời cho ba câu hỏi này đó chính là đối tượng kế toán mà kế toán phải phản ánh và giám đốc và à, nghiệp vụ kinh tế đó xảy ra trong trạng thái nào. Rồi à, đối tượng của kế toán là tài sản sở hữu và sự biến động của tài sản đó trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp. Tất cả những gì thuộc quyền quản lý và sử dụng của đơn vị kế toán thì được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ đều là đối tượng mà kế toán cần phải phản ánh và giám đốc à, tài sản trong doanh nghiệp thì có hai mặt à, một mặt thì nó là tài sản tài sản thì nó có thể dưới dạng là tài sản vô hình hay hữu hình dưới dạng là à, nhà cửa máy móc thiết bị công cụ dụng cụ nguyên vật liệu hàng hóa tiền mặt tiền gửi ngân hàng hay là các khoản tương đương tiền hay là các khoản nợ phải thu đây là những khoản tài sản của doanh nghiệp à, còn mặt khác những khoản tài sản này được hình thành từ đâu à, nguồn vốn để hình thành tài sản thì đó chính là từ vốn chủ sở hữu và nợ phải trả tức là có khi mình mua triệu đó các em thì bao giờ cũng thỏa cái công thức tổng tài sản luôn luôn bằng tổng nguồn vốn ở đây tổng tài sản chính là tất cả những gì thuộc quyền quản lý sử dụng của doanh nghiệp biểu hiện dưới hình thái tiền tệ còn nguồn vốn chính là những cái vốn từ cái vốn chủ sở hữu và nợ phải trả và bao giờ thì tổng tài sản cũng bằng vốn chủ sở hữu cộng cho nợ phải trả thì đây là công thức tổng quát của kế toán và suốt cuộc đời của một kế toán các em phải ghi nhớ điều này bất kỳ lúc nào đó à, sẽ có những ai hoặc là cô hoặc là những à, um, ai khác sẽ có hỏi các em là ở công thức tổng quát của kế toán là gì thì đây nó chính là tài sản luôn luôn bằng tổng à, bằng vốn chủ sở hữu cộng cho nợ phải trả à, bất kỳ tài sản nào của doanh nghiệp cũng đều phải được hình thành từ một hoặc một số nguồn nhất định và ngược lại bất kỳ nguồn vốn nào cũng phải có hình thành hình thái tài sản tương ứng với nó cho nên lúc nào tổng tài sản cũng bằng tổng nguồn vốn. Rồi chúng ta qua các phương pháp kế toán thì à, có đầu tiên là chứng từ kế toán. Chứng từ kế toán đây là những cái loại để mà ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua các vật mang tin làm cơ sở pháp lý để ghi sổ kế toán. À, rồi à, chúng ta có tài khoản kế toán cũng là một phương pháp à, để như chúng ta mỗi đối tượng kế toán khác nhau thì được theo dõi trên một tài khoản riêng, à, rồi sổ ghi chép, ghi sổ kép. thì à, mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều liên hệ với ít nhất là hai tài khoản. ở đây chúng ta nói cái quan hệ đối ứng như hồi nãy cô có nói đó tức là có thu thì có chi có xuất thì có nhập, có vay, có trả vân vân ha. Cho nên mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều liên hệ với ít nhất là hai tài khoản kế toán thì chúng ta gọi là ghi sổ kép. Rồi, một phương pháp nữa là tính giá đối tượng kế toán. Tức là khi bất kỳ một nghiệp vụ kinh tế nào phát sinh, chúng ta phải xem coi là những cái biểu hiện giá trị của đối tượng đó tính ra bằng tiền là bao nhiêu để ghi chép và tổng hợp thông tin tức là các em đi tính lại cái giá ha rồi à, kiểm kê à, sau khi chúng ta đã ghi chép sổ sách rồi thì à, hàng tháng chúng ta phải kiểm kê ngoài ra trong quá trình tính toán ghi chép thì chúng ta cũng phải kiểm xem nó đúng hay không ví dụ như là các thủ kho thì phải phải nhập kho đem phiếu lên thì kế toán phải kiểm lại xem coi có đủ số lượng hàng hóa như vậy không ha hay là xuất hàng ra có đúng như vậy hay không đó là kiểm kê và cuối năm cuối tháng cuối quý thì chúng ta có những tổ chức những đợt kiểm kê tùy theo cái nhu cầu của doanh nghiệp tùy theo chức cái đặc điểm ngành hàng của doanh nghiệp mà chúng ta có thể đặt ra là kiểm kê thường xuyên hay là kiểm kê định kỳ hàng năm thôi ha rồi À, cuối cùng là chúng ta lập báo cáo kế toán, à, lập báo cáo kế toán thì từ những cái à, thông tin có được tổng hợp số liệu từ các tài khoản kế toán, các chứng từ, các sổ kế toán thì chúng ta sẽ tổng hợp lên để xác định được tình hình tài sản nguồn vốn và xác định kết quả hoạt động của doanh, doanh nghiệp trong kỳ kế toán để lập báo cáo kế toán. thì đây là các phương pháp kế toán và à, các phương pháp này đều có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. À, không thể à, xem nhẹ một cái phương pháp nào hết nha các em. À, đây là một cái sơ đồ cho thấy mối liên hệ của các phương pháp kế toán. Thì đầu tiên là chứng từ kế toán, tức là mỗi nghiệp vụ kinh tế phát sinh thì đều được lập chứng từ. À, căn cứ trên chứng từ đó, thì kế toán sẽ à, xem coi có phải cần phải tính giá đối tượng kế toán không, tính giá đối tượng kế toán để mới ghi chép vào sổ sách và định khoản nó thuộc tài khoản nào ha để định khoản. Và à, cần thiết thì kiểm kê ngay hoặc cuối kỳ chúng ta tiến hành kiểm kê và trên cơ sở đó tổng hợp để lập được báo cáo kế toán. Đó là sơ đồ và kế toán sơ đồ của sự liên hệ các phương pháp kế toán đó các em. Bây giờ chúng ta bước qua các cái khái niệm tìm hiểu đến các cái khái niệm về và các nguyên tắc kế toán. Thì đầu tiên tìm hiểu đơn vị kế toán là gì? là từ nãy giờ cô có nói đến đơn vị kế toán đó thì các em hiểu rằng là đây là một tổ chức độc lập với bản thân chủ sở hữu và các tổ chức các cá nhân khác giải thích chỗ này à, ví dụ như doanh nghiệp à, một ông một, một ông chủ thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn thì công ty trách nhiệm hữu hạn này là một đơn vị kế toán à, đơn vị kế toán này nó độc lập với bản thân gia đình của ông chủ nghĩa là với ông chủ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn với vốn điều lệ là 200 triệu đồng thì ông sẽ chịu trách nhiệm trên 200 triệu đồng đó và đây nó độc lập với tài sản gia đình của ông ha à, thì đây là một đơn vị kế toán nó độc lập nó tách riêng nó không nó không liên quan gì tới gia đình riêng của ông hết à, Tức là giải thích thêm về đơn vị kế toán đó các em rồi thước đo tiền tệ đây là đơn vị tính toán tiền tệ để phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cho phép xác định được những chỉ tiêu tổng hợp để so sánh đánh giá à, tất cả các đối tượng kinh tế phát sinh đều được quy ra thành tiền để có thể so sánh đánh giá được. Và kỳ tính toán thì à, độ dài, đây là độ dài của một khoảng thời gian quy định theo tháng, theo quý, theo năm. Kế toán phải lập báo cáo tài chính vào cái thời điểm cuối kỳ, tùy theo yêu cầu của các cơ quan chức năng à, rồi chúng ta bước qua các nguyên tắc kế toán thì nguyên tắc thứ nhất là cơ sở dồn tích ở nguyên tắc này phát biểu rằng ghi sổ dựa trên cơ sở nghiệp vụ kinh tế phát sinh không phải dựa trên cơ sở thực thu thực chi bằng tiền hoặc tương đương tiền à, giải thích thêm chỗ này tức là cô ví dụ như mình có một nghiệp vụ à, doanh thu bán hàng tổng của doanh thu trị giá là 10 triệu đồng. À, nhưng khách hàng chỉ trả cho mình bằng tiền mặt 5 triệu đồng thôi, còn lại là ghi nợ, chờ tháng sau mới trả. Thế thì, kế toán phải ghi nhận doanh thu là 10 triệu đồng, chứ chúng ta không phải ghi theo số tiền nhận được là 5 triệu. Đó là giải thích cho ý nghĩa cơ sở dòng tích. Nó chúng ta phải ghi dựa vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh toàn cái doanh thu đó chứ không theo số tiền thực thực thu được nha các em. Rồi à, một nguyên tắc nữa là nguyên tắc hoạt động liên tục. Với nguyên tắc này thì cho rằng doanh nghiệp hoạt động liên tục và còn tiếp tục hoạt động trong thời gian tới. Có nghĩa là khi mà mình thành lập doanh nghiệp nha thì kể từ cái ngày tháng mà giấy phép thành lập à, ra đời, có nghĩa là từ lúc đó là coi như doanh nghiệp cứ hoạt động liên tục trừ trường hợp mà doanh nghiệp có thông báo à, gửi về các cơ quan chức năng là ngừng hoạt động hoặc là phá sản doanh nghiệp thì nó mới ngưng ha còn nếu không thì cứ xem như là hoạt động liên tục và như vậy nhiệm vụ của kế toán là phải thực hiện sổ sách báo cáo theo đúng định kỳ hàng năm thì cũng phải đầu năm là phải đi lấy môn bài ha à, nếu các em không nộp lại phí môn bài đầu năm thì sẽ bị phạt vi phạm hành chánh ha rồi, nguyên tắc giá gốc. Nguyên tắc giá gốc thì nói rằng là tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo số tiền hoặc tương đương tiền phải trả theo giá trị hợp lý vào thời điểm ghi nhận tài sản. Thì ở đây, cô giải thích thêm chỗ này. Tức là ví dụ như mình mua một cái món tài sản cố định trị giá là 50 triệu đồng. Chi phí vận chuyển lắp đặt là 5 triệu đồng. À, chi phí chạy thử à, hết 5 triệu đồng nữa như vậy thì khi tính giá đối tượng kế toán tức là tính giá tài sản cố định này lúc bây giờ là tổng trị giá nó sẽ là 60 triệu đồng thì đây chính là giá gốc của tài sản cố định này nha các em cho nên là nói rằng là khi à, tài sản và doanh nghiệp đang nắm giữ phải được ghi nhận theo số tiền hoặc tương đương tiền phải trả tại thời điểm ghi nhận tài sản đó là như vậy Chúng ta bước qua nguyên tắc phù hợp. Nguyên tắc này nói rằng là việc ghi nhận chi phí tạo ra doanh thu phải phù hợp với nhau. Chi phí nào đi với doanh thu đó chứ chúng ta không thể lấy những chi phí khác mà đưa vào doanh thu. Ví dụ như à, doanh nghiệp sản xuất à, nước uống đồng thời có sản xuất à, sản phẩm gỗ chẳng hạn thì doanh thu đi với doanh thu mà bán à, sản phẩm nước uống đóng chai đó các em. Doanh thu đi với sản phẩm này với 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 doanh thu nước uống đóng chai thì chi phí phải là chi phí của nước uống đóng chai chứ không thể lấy chi phí của ngành gỗ mà bỏ qua bên đây ha. Thì đây chúng ta nói rằng là theo nguyên tắc phù hợp là như vậy, doanh thu với chi phí là phải phù hợp với nhau. Chúng ta bước qua nguyên tắc nhất quán. Nguyên tắc này nói rằng là sử dụng chính sách và phương pháp Hạch toán phải nhất quán liên tục ít nhất là trong một kỳ kế toán năm. Cô ví dụ như các em đã lựa chọn à, à, hình thức kế toán là theo chứng từ ghi sổ. À, thì các em phải nhất quán theo chứng từ ghi sổ. Hoặc là các em lựa chọn à, phương pháp nhập kho, à, phương pháp theo dõi à, quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên thì có nghĩa là các em phải theo dõi nhất quán theo phương pháp kê khai thường xuyên ít nhất là một niên độ kế toán tức là khi nào muốn thay đổi thì phải à, qua qua niên độ sau mới thay đổi được ha thì đây là đảm bảo nguyên tắc nhất quán rồi chúng ta bước qua nguyên tắc thận trọng nguyên tắc này nói rằng là không được đánh giá cao hơn giá trị các loại tài sản và các khoản thu nhập không đánh giá thấp hơn các giá trị các khoản nợ phải trả và các khoản chi phí doanh thu và chi phí chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn phát sinh thì với nguyên tắc này cho chúng ta biết rằng là mọi thứ à, à, tài sản và à, các khoản nợ đều phải được ghi nhận chính xác có bao nhiêu thì ghi bấy nhiêu không vì mục đích phục vụ cho lợi ích à, mục đích riêng của mình mà À, ví dụ như là tài sản có ít mà chúng ta kê nhiều lên hay là nợ nhiều mà chúng ta kê ít xuống để làm chi cho nó tăng uy tín của doanh nghiệp à, thì điều này là không nên nha các em. Rồi chúng ta bước qua một nguyên tắc nữa là nguyên tắc trọng yếu. Với nguyên tắc này thì trong thực hành kế toán có những sai sót nhất định à, nhưng mà à, đây là những sai sót nhất định nhưng mà nếu những sai sót nào không làm ảnh hưởng đến bản chất của sự kiện và tính trung thực của báo cáo tài chính thì xem như đó là không trọng yếu thì sẽ được chấp nhận, sẽ được cho điều chỉnh. Còn ngược lại, nếu mà những sai sót nào mà mang tính trọng yếu ảnh hưởng tới cái tính trung thực của báo cáo tài chính thì đã vi phạm cái nguyên tắc trọng yếu này. thì à, à, với những cái à, nguyên tắc đó thì nhiệm vụ của kế toán là gì? Kế toán thì có nhiệm vụ là thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích các thông tin kinh tế tài chính dưới hình thức giá trị hiện vật và thời gian lao động để làm chi sẽ cung cấp thông tin kinh tế cho những người có nhu cầu sử dụng thông tin bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Đó là nhiệm vụ của kế toán. thì à, ở đây chúng ta có cái sơ đồ hệ thống thông tin kế toán. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thì đều được thông qua cái hệ thống kế toán. À, hệ thống kế toán này sẽ đo lường, thu nhập để ghi nhận các cái dữ liệu kế toán và xử lý, xử lý, phân loại, sắp xếp, lưu trữ đó là hệ thống kế toán. Và sau đó sẽ cung cấp thông tin, à, cung cấp thông tin, cung cấp các cái báo cáo kế toán cho à, các cấp quản trị để mà À, ra quyết định thì là à, người ra quyết định để mà à, điều hành quản lý doanh nghiệp đó là hệ thống thông tin kế toán thì à, vừa rồi cô đã giới thiệu cho các em à, bài học vỡ lòng của một kế toán doanh nghiệp và cô hy vọng rằng à, các em nào mà có à, thực sự muốn bước vào nghề kế toán muốn chọn kế toán là một nghề mưu sinh thì ngay từ bây giờ trong những nấc thang ban đầu các em nên cố gắng à, nắm cho rõ những vấn đề cơ bản của phần nguyên lý kế toán để à, sau này làm cơ sở để các em học được những cái môn kế toán mở rộng hơn và à, góp phần thành công trong à, nghiệp vụ kế toán trong tương lai cảm ơn các em.